dày lên nào, dày lên nào, sai rồi. Dày, dày, dày lên anh, dày lên. Dày lên mới ngọt thịt. Ê, cái này gừng mà đúng không? Em ơi, cái này gừng. Đây, 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 không, vậy không phải, không phải. Gừng mình sắc cái này sắc lát chị ơi, cái đó gia vị, gia vị, gia vị. Cái này tỏi mà em. Cái này mới là gừng này chị. Dạ, 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 dạ. Anh ơi, bắt bếp lên anh ơi. Này, gọt gừng như vậy mới nhanh nè. Hay quá anh Giang ơi, hay quá anh Giang ơi. Tiếp tục mặt bên kia anh Giang ơi. Không, không, làm đi nha. Làm đi nha, đó là nhanh. Ồ, vậy hả? Cạo quá, gừng cạo vỏ. Ê, gừng làm vậy lâu lắm à. Dạ. Cạo quá, cạo quá. Rồi, bỏ bùa thịt vô, khỏi cắt hết, khỏi cắt hết đâu. Không cần cắt hết đâu. Cái này phải để nghiêng lên, dạ. Không bao giờ đứt tay. Dạ. Nè. Thịt to quá, thịt nhỏ đi. Không, thịt to nó mới ngọt chị, hồi nãy tại vì nó chị đưa nước sôi nó còn teo lại. À vậy hả? Ồ vậy ok được rồi. Rồi đừng cắt nữa tại vì không có thời gian làm cái khác đi. Em xíu rồi, xíu rồi. Ê làm cái khác đi. Đúng là những người không biết nấu đứng chỉ đạo rất hay chị ạ. À. chưa có nấu, chưa có sôi mà. À sôi rồi, sôi rồi, bỏ vô luôn. Từ từ gừng chưa có gừng. Mày vào. Ôi, gừng phải dập chứ. Cho tí xíu muối nữa, muối. Ủa, muối bỏ vô mà. Rồi, bỏ vô rồi, chị đổ muối rồi. Phải không, chắc chưa, chị chắc rồi phải không? Thôi đó. Có mở đâu. Ai tắt rồi chứ anh mở rồi. Rồi, vô. Đảo qua đảo lại. Rồi, mình em làm cái tiếp một chơi sau này là cái gì? Dứt liền luôn hả? Nó phải chút xíu thương nó đúng không? Chơi thôi, đục lâu dữ vậy. Sơ à. Biết nêm mà phải không? Biết. Sơ thôi, chưa chín. Rồi, dớt qua liền. Rồi, bấm xả đi nào. Harry làm gì? Lấy cái tờ giấy thấm vào này lót trên một cái dĩa thiệt lớn, nhanh. Dạ. Rồi. Bấm xả. Hay quá nha ơi. Làm. Trời ơi, cái đó cái ngọt đừng có bấm nữa. Thôi, phí, ổn. Không, vô nó đắng. Cái lá chanh là lá gì? Cái nào là lá chanh? Không có ớt nha, có ớt không ta? Không, em không có ăn cướp gì hết trơn. Không, bị cướp một má thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn thôi. Bắt chảo dầu đi Vinh ơi, Vinh, bắt chảo dầu lên nào. Bắt chảo dầu. Cái này là xả băm không chị? Trời, chưa ướp trong nữa hả? Ồ, nãy giờ chưa có gừng chưa hả? Chưa. Sắc dày như vậy, sắc mặt diễn thôi. Trời ơi, sắc nó nhanh nhất rồi. Cần là để luộc. Cái chảo dầu anh đã lan tỏa. Có muối có gì chưa? Chưa có muối à. Giờ bỏ gừng vô đây đêm luôn được không? Cái này có đường quá, trời ơi, may quá đội mình có em. Bắt vô. Muốn tiêu gì vô? Hồi nay có dầu ăn. Có dầu ăn đúng không? Có dầu ăn. Có dầu ăn nha. Có dầu ăn. Hạt nếm. Bóp như yêu thương mình á. Bóp yêu thương. Bóp vậy là không yêu thương nha. Tên miếng đường ơi. Thôi. Chấm với tương luôn. Vậy cho miếng đường, Đường cháy, đường chiên cháy. Thôi trộn đi. Sôi chưa, sôi. Lớn dình lửa thiệt lớn. Hết rồi. Dầu thiệt sôi hãy chào. Chào chưa? Chưa đủ sôi. Rồi mình bắt đầu trao mấy em. Đừng bóp nữa, nó đau lắm rồi. Bỏ cho nhanh lên, đảo đều. Sôi chưa? Rồi, đảo đều. Rồi bớt lửa, lấy cái dĩa gót dầu chưa? Đây. Lấy cái kia đảo kìa, lấy cái này đảo. Sôi rồi đó. Em tắt luôn. Rồi. Trao đi. Trong lúc anh Thuận chiên em xin phép được làm trao bần mà. Chao bần là cái gì? Chao bần là cái này nè. Tương bần bà ơi. À, tương bần à. Nãy tương bần là chó gì vậy ta? Lửa lớn thật lớn nào. Ok chưa? Bên này có cần em phụ giúp gì không à? Thôi vậy là không à. Mình phải trộn đều lên. Chị dạy lại một lần nữa em. Không phải, ý là bên đó đang là thiếu á. Heo nó mau chín lắm. Yari sáng tác là món bê lắc nha mọi người. Ồ, hay. Hay. Vệ sinh. Ủa trưng bày sao vậy? Thấm dầu rồi, thấm dầu. 30 giây còn lại. Đây, đem thử nào. Chị Harry trang trí hả? Gấp, bỏ vô đây. Vừa chua mà vừa mặn. Thêm miếng đường em. Nhiều đi, đừng một miếng. Chát luôn á. Nửa đi à. Ồ, bên đây rất là fusion ha. Lau bếp, lau đồ cho đẹp đẽ nào. Harry, muối gì á? Em thấm dầu. Được rồi, thấm rồi đó. Muốn rớt bây giờ. Cái dĩa là đâu? Để coi đi nào. Dạ, bên đây có rồi. 10 giây còn lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lâm bây giờ đã có món. Ồ.
Trời ơi, chưa về hết mà ăn rồi. Ăn thử biết. Ngon. Ngon. Hết giờ rồi. Trời ơi. Mê ốc cay, thử ngay tương ớt chiên xu cay gấp đôi mới. Hồi nãy giờ mà tôi làm chắc 15 chảo rồi đó. Ôi, cái trứng nó có dầu, nó không dính dính vô cơm. Nếu mà làm vậy thì làm sao đóng được? Ở trong à, để đóng được cái trứng nha. Ừ, phải đóng trứng mà sao mà đóng trứng được. Đóng là cái gì ta? Gói à. À gói à. Dạ, gói bằng trứng á. Gói bà đó đóng. Không, không được đâu, không đủ đâu. Tại vì em làm vấn đề cái trứng nó dày quá. Với lại nó cơm nó nhiều quá hả? Vậy bớt cơm. Bây giờ để anh giúp cho được không? Dạ, anh giúp giùm em. Đây, ở bên nè. Này sao vậy? Anh đừng có hỏi em làm sao nữa. Em cũng không biết làm sao. Đây lấy này bôi vô nè. Bôi này nè. Thì có bị hồi nãy giờ tin em sai mấy lần rồi đó. Vậy thôi đi. Rồi bây giờ làm gì tiếp nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Chiên không? Chị có cần hành không? Hành cần để trang trí. Wow, thật tuyệt vời anh Tín ơi. Ha ha ha, đợi bên kia. Em ơi, dạ. Ơi, sao nó mỏng như vậy? Tại vì cái này ít cơm. Cái này không đủ cơm, có 1 miếng à. Bên này dư quá không xài cho nha. Cái gì vậy? Có tờ đi, một tờ thôi. Rồi lấy hết luôn. Em thôi, lấy lại đó. Đó. Lấy đi. Ở đó một tờ. Thank you. Ê, cái này là có nửa tờ à. Vô leo đâu rồi? Ơi, nó không dính. Nó không dính, phải lấy cái nước trứng bôi vô là khi chiên nó tự động nó chín liền. Cắt đi. Đúng rồi, tại vì cái này nó đủ cơm, đủ đồ, bọn này còn thiếu. Ơi, bột ít ít thôi. Anh chiên chiếc cục này hả? Ừ. Ê, nó giăng kêu quá vậy. Ê, lửa ăn cái này á. Ê. Nhỏ lửa lại. Bưng cái này cho bé luôn. Em không thấy cái kéo đâu luôn á. Em chan chan lên cho phía trên á. Lấy cái đũa lật đi. Này, cái này sao? Chiên cái đó chín xong rồi nhúng ra chiên lại lần nữa. Okay. Rồi. Còn dạ. Cái giữa. Của mình là kêu rất vừa dùng về nhưng mà ổn á. Quá dữ dội. Chắc bớt rồi đi. Xong rồi đem ở đây nào. Dạ. Vớt ra. Có đồ vớt á. Trời ơi, một sự sáng tạo khủng khiếp. Vẫn là thương hiệu của tụi em. À. Cái thấm lầu của mình đó. Cái này là hình con rết mà đúng không mọi người? Đây là dạ, đúng rồi ạ. Con rết núp lùm con kiến. Con rết sau khi nó ăn con kiến. Con kiến nó nằm trong đây. Sắp xong rồi. Mình chiên trứng mình nghe mùi chú chiên quá. Ồ, ghê. Hết thời gian rồi cả nhà ơi. À, mình thiếu một chén tương ớt chiên xù à. Đây. Ủa, mình làm thêm món gì nữa? Tại vì bên đó làm lâu quá, tụi em cũng rảnh đó anh. À. Tụi em làm cái đây là cái trứng chùm trứng kiến. Trứng gà chùm trứng kiến hả? Dạ, trứng gà chùm trứng kiến. Trứng gà lỗ. Thôi chơi đi. Harry đang đổi chân con rết nha mọi người. Đổi thành chân màu xanh rồi mọi người ơi. Anh nhiều quá à. 10 giây còn lại. 10 9 8 7 6 được. Nhiều quá. 5 4 3 2 1 hết chưa? Dạ, của em. Mình đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.